ta sẽ sang phần ba nhỏ, phần nội dung của tác phẩm này. Ba nhỏ, nội dung. Ok chưa ạ? Ba nhỏ, phần nội dung, giúp cho chị. Tiếp tục nhé. Trong phần nội dung này thì chúng ta sẽ chú ý tới một cái rất là quan trọng ở trong chuyện ngắn vợ nhặt, đó chính là tình huống chuyện. Ok chưa ạ? Trong tình huống chuyện này, chị sẽ phân tích về ba cái yếu tố quan trọng như sau. Một là bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Được không ạ? À, chị xin lỗi, cái số 1 là khái niệm tình huống chuyện. Cái số 2 là bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Và cái số 3 là diễn biến tâm lý của các nhân vật trong tình huống chuyện. Và cụ thể ở đây, ba nhân vật tôi đề cập đó là chàng, là vợ nhặt, là bà cụ tử. Ok chưa ạ? Các bạn đồng ý với chị về cái này không? Đây sẽ là cái quan trọng nhất mà chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu với chị ở trong chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Đồng ý với chị không ạ? Rồi, tiếp tục này, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Trước khi mà bắt đầu thì chị muốn có thể chia sẻ với các bạn về một cái bài phỏng vấn Kim Lân về tác phẩm Vợ Nhặt như thế này. Đây, có những cái câu hỏi như sau dành cho Kim Lân ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là: cái đói là đề tài của rất nhiều nhà văn. Cái đói trong Vợ Nhặt có khác gì với cái đói của các nhà văn khác thường mô tả? Nhà văn Kim Lân trả lời như thế này: cái đó là nỗi lo lắng của con người ở tất cả mọi dân tộc và mọi thời đại. Cho nên đó là một đề tài cũng thuộc về bản chất riêng của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói ở khía cạnh tối tăm và bất lực của con người trước nó. Con người phạm tội và làm đủ mọi chuyện dại dột khác chỉ vì đói. Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. Cái mơ hồ ấy là do cuộc sống thực tại luôn hành hạ họ. Chuyện ngắn Vợ Nhặt được viết trong một tình huống có thật trong cuộc sống, đúng không ạ? Nhà văn Kim Lân: ban đầu tôi viết một chuyện dài mang tên là Xóm Ngụ Cư. Tôi viết đến chương 5 thì dừng lại. Sau khi hòa bình lập lại, tôi và Nguyên Hồng làm cho tờ báo Văn. Trong bản thảo Xóm Ngụ Cư có một đoạn luôn ám ảnh tôi là viết về những người đói, về những buổi sáng ở vùng quê người ta ra chợ nhặt xác người đi chôn. Tôi viết lại chương đó thành chuyện ngắn Vợ Nhặt mà không đọc lại bản thảo cũ. Chuyện Vợ Nhặt hoàn toàn không có thực mà do tôi sáng tạo ra. Không thể có một bà mẹ như thế, một cô con dâu như thế trong đời sống thực. Tôi chỉ muốn phân tích tâm trạng và thân phận của con người trong hoàn cảnh cùng đường ấy, nơi cuộc sống dường như không còn lối thoát. Tôi muốn hướng họ vào sự sống, sự yêu thương, không giành giật nhau. Hoàn cảnh đặc biệt quá nên câu chuyện lạ đó lại được hiện ra với vẻ chân thật. Vợ Nhặt được rút ra từ tập Con Chó Xấu Xí sau khi in ở tờ báo Tuần Văn. Bối cảnh của chuyện là khi cái đói hoành hành khắp nơi, nhưng các nhân vật của chuyện thì đứng ở ngưỡng cửa của cái đói. Nơi ngưỡng cửa khốn khổ đó, họ sẽ chứng tỏ cái tính cách của mình, đồng thời ở nơi đó họ sẽ bắt đầu một niềm tin mới, dù là rất mong manh. Kim Lân cũng giải thích thêm như thế này: dân ngụ cư là dân đi ở đợ, không phải dân gốc nên thiệt thòi đủ thứ. Mở đầu câu chuyện là màu hồi ức trước kia mỗi chiều có vẻ yên ả, nhưng cái hồi ức này quá ngắn, trôi quá nhanh. Hiện tại là cảnh đói khát ủ rũ, cảnh những người ăn xin xanh xám như những bóng ma, cảnh thây người chết nằm còng que bên đường. Vậy mà mỗi buổi chiều anh chàng đi về đều có một vẻ mặt gì phớn phở khác thường, một nụ cười tủm tỉm và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Bên cạnh lại có một người đàn bà rón rén e thẹn. Đó là sự kiện quá ư là lạ lùng giữa khi người ta chỉ nghĩ đến sự sống và cái chết. Chàng khi đó có ý thức được việc mình làm không, nhà văn? Nhà văn Kim Lân: chàng là anh chàng kéo xe bò thuê, công việc bấp bênh. Trong thời buổi bấy giờ, hắn chẳng dám nghĩ đến chuyện lấy vợ vì thủ tục cưới treo ngày đó rườm rà tốn kém lắm. Vậy mà tự dưng anh lại nhặt được vợ. Sự kiện nhặt được vợ quá ư là buồn cười. Chỉ là một câu đùa ai cũng biết là đùa, vậy mà cô kia cũng theo. Điều đó chứng tỏ cô ta cùng đường và sẵn sàng xông vào, bấu víu vào bất cứ cái gì có thể bấu víu được. Còn chàng, tại sao lại dẫn cô ta về nhà? Vì chàng là một người nông cạn, không biết tính toán như người khác, cũng không ý thức được về hoàn cảnh của mình. Anh chỉ chậc lưỡi theo đúng cách của người hay ngửa mặt lên trời và cười hành hạch.
Đến lúc về tới xóm thì trước ánh mắt thái độ của dân làng, chàng mới kịp nhận ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Anh ta chỉ cảm nhận sự thay đổi thôi, còn ý nghĩa của nó như thế nào thì anh ta chưa thể hiểu. Nhưng nhân vật thứ hai, người đàn bà thì hẳn hiểu hoàn cảnh của mình chứ ạ? Nhà văn Kim Lân. Thị đã ở bờ vực, số phận của thị đã rõ ràng và thị hiểu được điều ấy. Cho nên thị đi bên chàng mà đầu cứ cúi xuống, chiếc nón thì rách nghiêng nghiêng che khuất nửa mặt. Thị mặc cảm gần như là nỗi mặc cảm của người nhận lời bán mình trước sự chứng kiến của nhiều người khác. Chính vì thế nên đám trẻ con mới đùa một câu, thị đã tỏ vẻ khó chịu. Vậy tại sao việc chàng và người đàn bà qua xóm ngụ cư lại khiến cho khuôn mặt u tối từ những hiên nhà đột nhiên rạng rỡ hẳn lên? Sự xuất hiện của chàng và người vợ mặt như thể thổi vào cuộc sống tăm tối tuyệt vọng của họ một luồng sinh khí tươi mát. Nhà văn Kim Lân. Trước kia, chiều nào chàng cũng đi về qua xóm, nhưng hình ảnh đơn độc không gây ra bất cứ một sao động nào trong đời sống của người dân xóm ngụ cư tồi tàn ấy cả. Sự biến đổi chốc lát như thế phụ thuộc vào hình ảnh của người đàn bà đi bên chàng. Mọi người bàn tán và cũng đôi phần đoán ra được câu chuyện của chàng. Họ đoán được bằng hoàn cảnh, bằng chính hoàn cảnh của họ. Việc lấy vợ lấy chồng là một niềm vui quan trọng, nó là chuẩn bị cho một cuộc sống khác, cuộc sống tương lai của những đứa con. Nhìn chàng và người đàn bà bất chợt, họ cũng mơ hồ đến tương lai của chính họ. Chàng đã khiến cho họ tin vào cuộc sống thêm một chút. Nếu họ ý thức được niềm vui của mình trong giây lát đó thì họ sẽ nghĩ rằng đó, anh ta không những còn sống mà còn nuôi thêm được một người trong hoàn cảnh này. Nhưng niềm vui trôi qua rất nhanh, một tiếng ôi chao và than thở đưa họ về với thực tại cuộc sống đói khát, cùng quẫn và họ nín lặng. Được không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái bài phỏng vấn rất là dài về nhà văn Kim Lân với những cái câu trả lời khác nhau. Và đây là một cái bài phỏng vấn để cho chúng ta có thể hiểu thêm về, Chúa cho chúng ta có thể hiểu thêm về tác phẩm này. Ok chưa ạ? Được không nào? Nha. Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Chính xác, chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái bài phỏng vấn chị sẽ để ở trong cái tài liệu liên hệ mở rộng cho các bạn, để các bạn có thể vào đó các bạn xem. Và các bạn sẽ thấy là đúng là khi mà chúng ta nghe cái tác giả là cha đẻ của đứa con tinh thần này nói với chúng ta về điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó dễ hiểu hơn rất là nhiều, và nó đúng, nó tức là như thế nào nhỉ? Nó dễ để nói hơn rất là nhiều và cũng dễ để hiểu hơn rất là nhiều, được không ạ? Nhá, thì chị sẽ gửi cái đó cho các bạn. Kim Lân đã trả lời mọi cái khía cạnh về những cái thắc mắc liên quan tới chuyện ngắn vợ nhặt. Ok chưa nào? Nhá, tiếp tục bây giờ quay trở lại cùng với các bạn. Thật ra là khi mà chúng ta bắt đầu tình huống chuyện ấy, khi mà chúng ta bắt đầu chuyện ngắn vợ nhặt mà các bạn chưa đọc nhá, thì cái điều gì gây ấn tượng cho các bạn? Các bạn, điều gì gây ấn tượng cho các em? Mấy đứa? Tức là khi mà các bạn bắt đầu tiếp cận với chuyện ngắn này á, nào, các bạn, khi mà các bạn bắt đầu tiếp cận với chuyện ngắn này thì cái điều gì gây ấn tượng cho các bạn? Điều gì gây ấn tượng cho các em? Điều gì gây ấn tượng cho các bạn? À, chính xác, nhan đề. Chuẩn đấy ạ. Chị sẽ nói qua một chút về nhan đề giúp cho các bạn, để các bạn định hình. Chúng ta thấy rằng là cái nhan đề này là cái nhan đề vợ nhặt, được ghép bởi một danh từ là danh từ vợ và một động từ là một động từ nhặt, được không ạ? Thật ra thì chúng ta thấy rằng là cái danh từ ấy, danh từ vợ thì thường sẽ đi với những cái cụm từ như là vợ xinh, vợ đẹp, vợ giỏi, vợ ngoan, vợ hiền, đúng không ạ? Nhưng mà đây lại là cái nhan đề lại là vợ nhặt, đúng không? Mà nhặt rõ ràng là động từ, nhưng mà khi ghép hai cái từ này lại với nhau thì chúng ta thấy rằng là cái từ nhặt nó đã biến đổi về mặt tính chất và bây giờ trở thành tính từ. Có nghĩa là vợ nhặt là cái cụm từ để định danh một loại vợ. Nhưng đây là vợ theo không. Vợ mà nhặt như là cọng rơm, cọng rác ở bên đường, đúng không nào? Thế thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái từ này đã khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là cái số phận rẻ rúng của người phụ nữ như thế nào. Và đồng thời chính cái nhan đề cũng đã giúp cho chúng ta tố cáo được cái xã hội bất công đã để cho người phụ nữ hay là để cho những cái người lao động họ tự phải gì ạ? Bán rẻ cái số phận của mình ra sao, đúng không ạ? Thế nhưng mà thêm một cái chi tiết nữa mà chúng ta cũng sẽ lưu ý giúp cho chị, đó chính là cái nhan đề này cũng tạo ra cái sự tò mò cho người đọc, được không ạ? Bên cạnh nhắc nhớ về cái tình huống là nhặt được vợ thì đây cũng là một cái nhan đề để khiến cho người đọc tò mò. Người đọc sẽ cảm thấy là vợ nhặt là gì thế nhở? Tại sao lại đặt tên chuyện ngắn là chuyện ngắn vợ nhặt ta, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nhan đề là một trong những cái phần rất là quan trọng, bởi vì nhan đề chính là cái cánh cửa
mở ra nội dung của tác phẩm đó. Đôi khi là người ta muốn đọc một tác phẩm, người ta muốn xem bộ phim là vì nghe cái nhan đề hấp dẫn, đúng không ạ? Và những nhà văn ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại của chúng ta thì phải thừa nhận rằng là họ làm rất rất là tốt điều này các em ạ. Họ làm rất tốt điều này, thực sự là như vậy, họ làm rất tốt điều này. Đó, thế nên là Kim Lân ở đây chị sẽ nhắc lại về ba cái nội dung chính ở trong cái nhan đề vợ nhặt này mà các bạn sẽ nhớ giúp cho chị. Thứ nhất, đó là gì? Đó là định danh một loại vợ, là loại vợ theo không. Ok chưa ạ? Và ý muốn nói về cái tình huống sẽ xảy ra trong chuyện ngắn vợ nhặt. Ok chưa? Cái số 2 là gì ạ? À, cái số 2 muốn nói lên gì ạ? Cái số phận rẻ rúng của người phụ nữ, đúng không ạ? Và đồng thời một cái tiếng nói tố cáo xã hội bất công. Ok chưa nào? Cái số 3 là gì ạ các bạn? À, cái số 3 của chúng mình ở đây đó chính là tạo ra cái sự tò mò cho người đọc khi tìm hiểu về chuyện ngắn này và thúc giục họ là hãy đọc đi, hãy tìm hiểu đi, xem tại sao lại là chuyện ngắn vợ nhặt thế. Ok không nào? Đồng ý với chị chưa? Được không ạ? Rồi, đồng ý với chị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại này. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống chuyện như chị đã nói. Cái đầu tiên chúng ta cần phải cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là khái niệm tình huống chuyện. Tình huống chuyện là gì hả các bạn? Chị sẽ giải thích luôn nhé. Tình huống chuyện được coi đây là một trong ba cái yếu tố cơ bản nhất của truyện ngắn. Ba cái yếu tố cơ bản của truyện ngắn sẽ bao gồm tình huống chuyện, nhân vật chuyện và cách trần thuật, đúng không? Các bạn lưu ý giúp chị nhé. Đó là tình huống chuyện, nhân vật chuyện và cách trần thuật. Đây là ba cái rất là quan trọng ở trong truyện ngắn mà các bạn sẽ phải lưu ý giúp chị. Ghi ra đây này, ghi vào đây luôn này. Nghệ thuật truyện ngắn này. Thì bao gồm này, tình huống chuyện, nhân vật chuyện và cách trần thuật. Ok chưa? Thì đây là một trong số 3 cái yếu tố quan trọng nhất tạo nên nghệ thuật truyện ngắn. Được không nào? Rồi thế thì khái niệm tình huống chuyện được nhắc tới ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đây được coi là gì ạ? Có khái niệm là tình huống chuyện là tình thế nảy ra chuyện. Ok không ạ? Tình thế nảy ra chuyện, à, là hoàn cảnh mà nhà văn đặt nhân vật của mình vào để làm gì ạ? Bộc lộ sâu sắc cái tâm lý tính cách, đúng không nào? Ok chưa ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá. Đây sẽ là cái quan trọng nhất ạ, là tình thế nảy ra chuyện, được không ạ? Là hoàn cảnh mà nhà văn đặt nhân vật của mình vào để làm gì ạ? Để nhân vật bộc lộ tính cách. Ok chưa nào? Để bộc lộ sâu sắc về tâm lý, về tính cách, được không ạ? Qua đó thể hiện tư tưởng của tác giả muốn truyền tải trong mỗi gì ạ? À, tư tưởng của tác giả muốn truyền tải trong mỗi thiên truyện. Ok chưa nào? Được không? Rồi, thật ra là có rất là nhiều những cái khái niệm về tình huống chuyện khác nhau, nhưng mà chị sẽ lấy cái khái niệm này cho các bạn, được không ạ? Thế thì chúng ta tiếp tục đến với cái hình ảnh ở đây ạ. Bối cảnh này sinh tình huống chuyện ở đây là gì? Ở cái phần phân loại ấy, thì tình huống chuyện sẽ bao gồm 3 loại, đó là tình huống chuyện tâm trạng, tình huống chuyện nhận thức và tình huống chuyện hành động. Ok chưa ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái tác phẩm này thì thuộc tình huống chuyện hành động. Lưu ý giúp chị nhá. Rồi, bây giờ tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với bối cảnh này sinh tình huống chuyện, được không nào? Thế bối cảnh này sinh tình huống chuyện ở đây là gì nhỉ? À, chính xác các bạn ạ. Đó chính là nạn đói năm 1945. Được không ạ? Với rất là nhiều những cái chi tiết, tác giả đã chọn cách mở đầu đi vào bằng rất là nhiều những cái hình ảnh về cái đói mà ngay lập tức các bạn bỏ sách giáo khoa ra và gạch giúp cho chị nhé. Phần này chị sẽ không gõ này. Như sau: cái đói tràn đến xóm ngụ cư này từ lúc nào? Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế rắc díu nhau nên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ, người chết như ngả dạ. Không buổi sáng nào người đi chợ đi làm đồng không gặp 3-4 cây thây nằm còng queo bên đường, không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Ok chưa nào? Được không ạ? Các bạn gạch cái ý đó vào giúp cho chị nhá. Được không ạ? Và chúng ta có thể khẳng định là bây giờ là như thế nào ạ? À, nạn đói mang lưỡi hái tử thần, đúng không? Mang lưỡi hái tử thần đi tới đâu
là quét sạch tới đó. Được không ạ? Đi tới đâu là quét sạch tới đó. Đến cái mức mà trẻ con ngồi yên không buồn nhúc nhích dưới những xó tường. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là trẻ em là một trong những cái gọi là gì ạ, lứa tuổi mà hiếu động nhất. Nhưng mà bây giờ chúng nó cũng không buồn, gọi là không buồn hoạt động nữa, chỉ ngồi yên không nhúc nhích trên những xó tường thôi, bởi vì quá đói. Và bóng người đói thì đi lại giật giờ như những bóng ma. Chúng ta thấy rằng là hai lần, đúng không? Hai lần Kim Lân so sánh người với ma. Được không ạ? Khiến cho chúng ta liên tưởng rằng là miền trần gian mà ta ngỡ như là miền địa ngục. Được không ạ? À, chúng ta thấy rằng là dương nhưng mà lại mấp mé miệng vực âm phủ. Đúng không ạ? Ranh giới giữa người và ma, giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ trở nên mong manh đến thế. Được không ạ? Và có thể thấy rằng là cõi âm bây giờ đang hòa với cõi trần, và cõi trần thì mấp mé miệng vực âm phủ. Đây là một cái thời điểm mà rất là khủng khiếp. Các em có thể tưởng tượng ra một cái cách vào đầu như thế này. Đó là chúng ta tưởng tượng ra một cái xóm ngụ cư úp súp với những cái tán cây cổ thụ. Và chúng ta thấy rằng là trên những cái tán cây ở ngoài đình ấy thì bắt đầu là tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết. Và chúng ta biết được rằng là tiếng quạ là một cái tiếng mà nó rất là kinh khủng, báo hiệu về những cái chết, đúng không? Thế xong rồi buổi sáng nào bước ra ngoài đường, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là bình minh nắng rọi, mà là đã nhìn thấy rất là nhiều những cái thây nằm quằn queo bên đường. Đáng lẽ là chị nên chuẩn bị một vài bức ảnh cho các bạn để các bạn hiểu thêm về cái nạn đói năm 1945 nó khủng khiếp như thế nào. Có khi là buổi tối ấy, đi làm chỉ có đèn đâu, đúng không ạ? Tối om đi có khi lại còn chân còn va cả vào người chết. Thực sự là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là cái mùi, cái âm thanh là như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu này, rồi tiếng của những cái nhà khóc vì có người chết này, đúng không ạ? Rồi thì cái mùi hương người thấy chỉ là cái mùi gây của xác người, và những cái mùi mà người ta đốt giấm ấy, để xua tan cái mùi tử khí ấy, đúng không ạ? Và bóng người đói thì cứ đi lại giật giờ như những bóng ma. Mà đã nói là bóng người đói thì làm gì có cái chuyện là béo tốt được. Toàn là như những cái bộ xương khô ấy. Thế là cứ đi đi lại lại. Các em phải biết là trong những cái năm tháng đấy người ta đói khủng khiếp các bạn ạ. Đấy là nạn đói khủng khiếp. Đói đến cái mức mà từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Được không ạ? Hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Thực sự là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là miền trần gian mà bây giờ ngỡ như là miền âm phủ. Lúc đó thì người sống với người chết thì đâu còn phân biệt được gì nữa đâu, đúng không ạ? Thấy người ta nằm đấy, thấy người ta ngồi đấy thì cũng chả biết được là người sống hay là người chết. Các bạn cứ thử tìm những cái bức ảnh về nạn đói năm 1945 xem. Nó cực kỳ kinh khủng các bạn ạ. Cực kỳ kinh khủng. Rất là đáng sợ. Những cái người chết mà họ gầy sơ xác luôn ấy. Và chúng ta phải biết là cái lúc đó mà từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói thì là một cái con số khủng khiếp như thế nào rồi đấy. Nên là chúng ta có thể tưởng tượng ra về hình hài của người vợ Nhật mà biểu thị cho hình ảnh của một con ma đói ở trong thời điểm lúc bấy giờ là như thế nào. Phố thì úp súp không ánh đèn, tiếng quạ thì gào lên từng hồi thê thiết. Xung quanh chỉ ngửi thấy cái mùi của tử khí, mùi gây của xác người vào những cái ngôi nhà đốt giấm để xua tan đi cái mùi tử khí mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là có một cái câu văn rất là đắt mà Kim Lân đã sử dụng, đó là gì nhỉ? À, đó chính là cái gì? Đó chính là gió lạnh ngăn ngắt thổi. Chị phải nói thật là đây là một cái câu văn mà có những cái mà chị gọi là chị rùng mình luôn. Đấy là một cái câu văn mà gọi là chị rùng mình luôn. Tại bởi vì cái cảm giác mà mình kiểu như là lạnh sống lưng luôn ấy. Thực sự là như vậy. Khi mà gió lạnh ngăn ngắt thổi. Đó, thế nên là các bạn phải tưởng tượng ra được cái hoàn cảnh lúc bấy giờ nó khốn cùng đấy như thế nào. Chứ không phải là người vợ Nhặt đẹp như Bạch Tuyết đâu. Da trắng như tuyết mắt đỏ gì ạ? À, da trắng như tuyết môi đỏ như máu, rồi mắt đen như gỗ mun, rồi thì các kiểu đâu các bạn ạ. Nhá. Mà nói chung là người vợ Nhặt lúc bấy giờ là mang dáng hình của một con ma đói. Thực sự là rất rất là khủng khiếp. Được chưa nào?
Thì chị cũng mong là các bạn sẽ có thể bằng những cái sự giảng, lời giảng của chị cộng thêm với các bạn tìm hiểu thêm, thì các bạn có thể gọi là định hình ra được cái sự khủng khiếp của nạn đói năm 1945 nó như thế nào. Ok chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại. Cái gì đây? Chị ơi em có thắc mắc, có thể dẫn câu lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói, là mùi cỏ cháy xua đi nỗi đớn đau bàng hoàng. Thanh Thúy ơi, không em ơi, đừng cho cái đó vào. Em biết vì sao không? Vì nó chẳng liên quan gì cả. Thực sự là cái hình ảnh bếp lửa của bà ấy, là một cái hình ảnh mà chứa đựng tình yêu thương. Và bằng việc nhìn lại bằng tất cả cái sự yêu thương của mình, chứ không phải là nói về cái khói để xua tan đi người chết các kiểu đâu nhá. Các bạn ơi, các bạn đừng đưa ra cái đó giúp chị. Được không ạ? Đừng đưa ra cái đó, đó là kỷ niệm rất là đẹp đẽ với bà. Cái kỷ niệm tuổi thơ rất là đẹp đẽ với bà thôi. Chứ nó thật ra là đúng là trong những cái năm tháng đó là những cái năm tháng đói mòn, đói mỏi. Đúng không ạ? Bố đi đánh xe khô giạt ngựa gầy, chỉ có khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Ok chưa nào? Nhá. Nhưng mà các bạn không nên đưa vào, thực sự là như vậy. Đưa không phù hợp. Thực sự là không phù hợp. Và đấy là cái lời khuyên của chị, được không nào? Còn nếu mà các em muốn đưa thì đấy là tùy thuộc các bạn thôi, chị không quá quan tâm tới điều đó, được không ạ? Rồi thì đấy là về cái bối cảnh này sinh tình huống chuyện.